Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh loa bánh chim và phụ kiện nhá. Đến từ Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Mấy các đầu số điện thoại ở bên Viettel này, Vina này, Mobi. Các bác có nhu cầu cần gì thì vui lòng liên hệ với lại các đầu số của shop nhá. Đây các bác tạm dừng màn hình lại một chút để lấy thông tin là khi các bác có nhu cầu mua hàng hoặc là cần tư vấn hay là các bác đã mua hàng cần hỗ trợ bảo hành nhá. Và hôm nay xin giới thiệu với các bác cái mẫu phụ kiện cho anh em tham gia mùa ong năm 2018 này nhá. Đấy ơi. Đó, 2018 nhá. Đó là chiếc đôi găng tay da. Đôi găng tay da nhá. Mấy hôm trước thì giới thiệu với lại anh em cái bộ quần áo bảo hộ để bắt ong rừng. Hôm nay giới thiệu với anh em cái bộ găng tay bảo hộ để cho anh em bắt ong rừng, ong bò vẽ, ong đất. Thì cái này thì một số anh em là đã có đồ bảo hộ mà theo kiểu chế lấy để cho giá thành nó rẻ nhé, thì cũng khá là an toàn. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ấy, điều có nói nhất ấy là cái găng tay ấy, cái bàn tay ấy thì anh em lại chế nó không được tốt mà nó không có cái gì để cho nó đảm bảo hơn được. Thì đây shop đã nhập được cái găng tay này về cung cấp cho anh em trong cái việc là bảo vệ đôi bàn tay cho anh em đi bắt ong, đặc biệt là cả ong đất luôn nhé. Cái này ấy, khi mà anh em làm ong bò vẽ hay là ong rừng bình thường ấy thì chỉ cần đeo một lớp, nhưng mà anh em làm ong đất thì nên cẩn thận hơn và đeo thêm một cái găng tay cao su mỏng ở phía trong nữa nhé. Thì giới thiệu với anh em đây là cái găng tay này, quay gần đây cho anh em xem. Chất liệu nhá, chất liệu bằng da, chất liệu bằng da này. Đấy, chất liệu da nhá. Dài qua cổ tay nhá, dài qua cổ tay. Đây, qua cổ tay này. Cái phía trên này ấy, nó cũng là vải da. Vải da, vải da rất là dày. Đây để tôi lột ra cho anh em xem ở phía trong nhé. Đây này. Cực là dày luôn. Đường may thì rất là chắc chắn. Đấy. Cái này đảm bảo cho anh em hoạt động cả ống đất. Đây. Phía trong cũng là da. Da dày luôn đi nhá. Đây, da rất là tốt. Đấy, cái này là đảm bảo cho anh em an toàn. Đấy, như tôi đã nói thì anh em có đồ quần áo chế rồi thì anh em có nhu cầu cần thêm đôi găng tay thì anh em vui lòng liên hệ với shop nhá. Găng tay bảo hộ bắt ong rừng, ong đất năm 2018 nhá. Đây. Đối với đôi găng tay này thì đảm bảo cho anh em đi khai thác rất là an toàn nhá. Đây. Giá thành thì nó rẻ thôi, hơn 100 một đôi thôi. Anh em có nhu cầu thì vui lòng liên hệ trực tiếp với lại shop nhé. Cái này ấy, nó là 150 một đôi nhé, 150 một đôi đã bao gồm cước phí chuyển phát nhanh về tới nhà cho anh em. Thế còn anh em mà nhận chuyển phát chậm, không cần chuyển phát nhanh ấy, thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Anh em mua nhiều thì giá thành nó cũng sẽ rẻ hơn, còn là anh em mua theo đồ thì giá nó cũng sẽ thấp hơn. Thì anh em có gì thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với shop nhé. Đây, đeo thực tế này rất là dày nhé, rất là dày dặn, an toàn tuyệt đối nhé. Cổ này treo lên ở phía trên này luôn. Đôi găng tay này dành cho anh em mà đã có quần áo chế rồi, chưa có găng tay nhé. Đây, ở hình thức mua hàng thì anh em vẫn là như trước, liên hệ trực tiếp với số điện thoại của shop, và shop bán hàng thì vẫn là theo hình thức là COD. Anh em đặt một đôi găng tay này thì gửi về tới nhà cho anh em bóc ra xem và kiểm tra đúng mặt hàng như này, đúng như shop giới thiệu này. Anh em ưng ý, anh em rút tiền là thanh toán giao tiền cho người giao hàng luôn, không cần phải đặt cọc trước nhé. Nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Ngoài cái đôi găng tay ra thì shop cũng có cái gọi là cái kính để chống ong đái cho anh em đi bắt ong nhé, kính chống ong đái. Thì cái kính này thì cũng phải nói thật với anh em luôn là nó chỉ có thế này thôi nhé. Shop chỉ đặt được mặt hàng như này thôi. Thì có như nào nói như vậy, đây là mình bán hàng trên video thực tế mà. Đây, nó có cái mọc phía ngoài chụp hết ra mép đấy, để chống cho ong nó đái thẳng vào mắt nhé. Dây ấy là cái dây chun có độ giãn để tì vào sau gáy của mình để cho nó chắc nhé. Thế còn cái là phần kính này, nó là bằng nhựa nhé, anh em lưu ý nó bằng nhựa này. Thế nhưng mà hiện tại này là nó có cái lớp nhựa phủ để cho nó trong hơn ý, thì anh em về anh em sẽ phải bóc cái lớp nhựa nó ra. Thế còn về cái
cái cấu tạo của nó thì anh em xem đây này, nó là dạng như là sim ấy, như là rong chun nó tạo thành khe, tạo thành rãnh, xong bắt đầu kẹp cái kính này vào. Đây thực tế là như này nhé, thế anh em muốn trong thì anh em về lột hai cái lớp băng dính ở đây ra thì nó sẽ trong nhá. Đấy, cái này là chưa lột băng dính, nó chưa trong, lột ra cũng rất là trong. Thế còn anh em cài vào đây, anh em là dùng anh em cài vào đây thì nó là dạng như là dạng rong chun thôi. Thế cái này cũng phải bảo trước luôn với anh em ấy, là anh em muốn nó chắc thì anh em sẽ gia cố thêm cho nó, đính cho nó thêm vài giọt 502 ở một số góc, một số điểm thì nó sẽ chắc, nó sẽ cố định. Chứ còn nếu mà không đính 502 vào thì nó cũng dễ bị bật lắm. Cái này tôi cũng đã đeo thực tế rồi, thì sản phẩm có như nào nói như vậy nhá. Cái kính này thì vài chục nghìn thôi, anh em cần thì alo luôn để shop sẽ ship theo cho anh em nhé. Đây nó có cái khe sim bắt đầu móc rồi mà. Đấy, lấn vào các rãnh này thì đây nó cũng có cái nhàm này, cái nhàm nó giữ này. Thế nhiều thực ra nhàm này nó không giữ được chắc đâu, đeo thì nó sẽ bị nhiều khi nó vặn lệch lạc, nó sẽ rơi cái mắt ra đấy. Đây này, đây anh em nhìn nhé. Đấy, nó có cái viền này, viền này sẽ che lên trên trên trán của mình, bọc xung quanh để chống nó ong đái nó vào nhé. Nhưng mà nó vẫn có cái lỗ thông hơi, em nhìn đây này, có lỗ thông hơi để nó thoáng, khi mà mình có thở hơi nó lên ấy thì nó thoát được hơi, nó không có bị ố kính. Cái vấn đề ở đây là anh em phải biết rằng lấy keo 502 đính cho nó mấy điểm vào đây này thì nó sẽ chắc chắn hơn đấy nhá. Đây là cái kính thực tế. Cái kính này thì nó sẽ không được chắc chắn bằng cái kính mà đi theo bộ quần áo kia đâu. Bộ quần áo mà loại cao cấp ấy nó sẽ không chắc bằng cái kính đấy. Nhưng mà cái kính này thì chỉ có loại này thôi, anh em khắc phục dùng nhá. Rồi, anh em có nhu cầu cần mua sản phẩm gì thì vui lòng liên hệ đây lại số điện thoại của shop đây, ship hàng COD đến tận nhà, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền, không cần phải đặt cọc nhá. Găng tay bảo hộ cho bắt ong rừng nhá. Rồi, xin cả chào và hẹn gặp lại anh em trong những cái clip sau. Đây là có mấy mẫu da này, mẫu này mẫu da phẳng này, mẫu này là mẫu da sần này, nhưng mà mẫu da nào cũng đều đảm bảo có độ dày cho anh em nhé. Màu thì có màu xám, màu ghi, phía cổ trên thì là màu trắng, có cả đôi màu đen nữa, nhưng mà chỗ này không có đôi nào màu đen nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em.